Rồi, chào tất cả mọi người thân thương của Chính nha. Thì hôm nay Chính muốn nói về cái vấn đề mà có quý nhân đó là hỗ trợ cho Chính á. Thì trước tiên này bây giờ Chính xin là cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã giúp Chính tinh thần và lẫn vật chất tiền đó. Thì chính một lần nữa chính tất cả cảm ơn hết tất cả, dù là nhiều hay là ít, nhưng mà đó là tấm lòng đến với chính thì chính cũng không có biết nói gì hơn đó. Một lần nữa là thật sự là cảm ơn tất cả mọi người đó. Thì chính nói là báo cho mấy bạn một tin mừng là con mắt trái của chính là sóc đuôi rồi đó. Chính đi khám chính đi khám mắt là nói hai con mắt đều bị cồn hết nha các bạn, mà còn khô. Thì có quý nhân đó là nó cũng chẳng cái xa lạ gì đó, đó là học trò mình đó bạn, mấy bạn. Thì nghe nói như vậy thì nó mới kêu mình đi khám thử coi nó như thế nào đó. Thì mình đi khám là mình vô trọng thì bác sĩ nói là hai con, mà một con bên đây là hết thấy rồi nha mấy bạn, cái con bên trái nè là hết thấy rồi. Thì bác sĩ nói là thôi là bây giờ là phải mổ còn bên trái, từ từ mổ còn bên sau. Thì lúc trước mình nói với mấy bạn mình ra mình đo mắt kiến rồi đó, thì cái con này nó lây cho con này nha mấy bạn. Hồi trước cái con bên này thì nó là để coi 7 độ mấy 8 độ gì đó, cái con bên trái á đó, thì cái con bên đây nó 5 độ mấy, cái con bên tay phải nó 5 độ mấy. Thì bây giờ thằng này nó hết thấy được, giờ nó lây cho thằng này luôn. Thì đó, bữa chính nó chúng ta làm kiến không được đó mấy bạn. Thì nói là hôm nay là học trò nó nghe nói như vậy đó, thì nói nó hỗ trợ cho chính, nó hỗ trợ cho chính về vấn đề chi phí đó, là mổ đó là cái bạn học trò này nè, bạn học trò của chính á đó, thì cũng mới học đây khoảng chừng cỡ mấy ngày thôi nha mấy bạn, gần đây thôi. Thì đó, thì nghe nói vậy đó, là nói hỗ trợ cho chính về vấn đề mà mổ này kia, thì chính cũng có khám rồi, hỏi rồi coi cái này kia. Thì chính cũng có mua bảo hiểm cũng 5-6 năm rồi mấy bạn, rồi chính cũng không có đi khám gì hết đó, mình có bệnh hoạn gì đâu đi khám mấy bạn. Thì đó, chỉ có hai con bồ câu thôi. Thì bây giờ hồi trước nó còn con bay con đậu, bây giờ nó muốn bay hết hai con rồi. Thì đó là bạn này nói là thì thôi anh chính anh cứ đi khám đi, anh coi thử coi nó bao nhiêu tiền, thì có gì để em hỗ trợ cho cái vấn đề đó. Thì mình cũng lên mình nói chính bây giờ là người của công chúng rồi, đúng không mấy bạn, là gọi là người của mấy bạn rồi, có sao chính nói vậy, cái gì có nói có, không nói không. Ví dụ cái được cái người đó cho thì mình nói là người đó cho ha, rồi được cái gì hay là cái gì. Ví dụ như bây giờ chính giấu mấy bạn cái chuyện này thì theo lẽ đúng ra thì chính cũng nên nói ra đâu mấy bạn, đúng không? Nói ra rồi có nhiều mà người nào mà không có tốt đó mấy bạn, lại nghĩ là xấu với chính á, là nghĩ là chắc ông này chắc muốn cái gì nữa đó, mấy bạn. Thành ra là mình biết cái điều này nha mấy bạn, thành ra là mình cũng không có dám nói. Thì thôi bây giờ á là ngày mai bắt đầu là chính sẽ đi mổ rồi đó, người ta hẹn thứ năm ha. Đó, ngày mai thì nếu mà kết quả như thế nào thì mình sẽ thông báo cho mấy bạn biết. Nhưng mà người ta nói á, mà mổ mà nếu có giấy bảo hiểm rồi coi như thế nào á thì người ta sẽ xét việc cho, còn kêu mình thêm làm thêm cái giấy mà hộ người nghèo đó mấy bạn. Đó, rồi chắc mổ cũng khoảng người ta báo giá đó là 5 triệu đó mấy bạn. Nó là trong thời gian mà mổ vậy là chính bắt buộc phải nằm ở nhà rồi đó. Thì có ví dụ như mà có cách, có khoảng cách mà không có làm cái gì á để mà gửi cho mấy bạn, nhưng là đờn ca đồ hát cho nó vui các bạn nghe, cho nó qua ngày qua tháng vậy đó. Thì có gì là mấy bạn thông cảm với chính nha ha. Rồi
Nói chính bây giờ một lần nữa là cũng nói là thật tình là cảm ơn tất cả mọi người nha. Rồi, ngày mai đó là chính sẽ đi mổ rồi cái nó như thế nào nha, coi như thế nào để nhiều khi chính nói ví dụ như bây giờ chính đi mà không thông báo cho mấy bạn đúng không, rồi đó là người có nhiều nhiều bạn vô là nói là nghĩ chính như thế này thế nọ đúng không, tiền ở đâu, tiền ở đâu, chính đi làm đó bây giờ nó vẫn ế đó mấy bạn, nó vẫn ế như xưa đó. Thì bây giờ là hết nó đang bớt bớt cái mùi dịch đó thì bắt đầu ở trong thành phố mình bắt đầu đi làm lại đó mấy bạn. Mấy bạn đi làm, người ta đi làm lại, người ta kiếm cái số tiền đã mất á, đã mất trong cái thời gian dịch đó. Thành ra bây giờ họ lo chú tâm họ làm ăn đó, thì thành ra không có gọi cho chính ít, thì một tháng vậy có thể đi 3 cái 4 cái xô thì nói chung thì cũng nhín nhín nha mấy bạn, nhín nhín mà sống qua ngày đó. Rồi nói mấy bạn đồng cảm ha, rồi mấy bạn đừng có buồn chính ha, rồi có cái gì sau này mà chính mổ xong nó về bất cứ cái gì chính là đã nói rồi, chính là người của công chúng thì có cái gì chính nó đưa lên nó hên xui thì mấy bạn ha. Bây giờ chính mà ổ á, nó mà ví dụ như mà nó còn thấy được thì chính sẽ nói mấy bạn, đuôi thì nói đuôi chứ chính không có mắc cỡ ba cái vụ này đó đâu mấy bạn ha. Rồi nói như vậy thôi, rồi mình cảm ơn tất cả mọi người nha, gần xa đã có tấm lòng đến với chính. Rồi chào mọi người.